Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát Thanh Vatican, chương trình Việt Ngữ. Ban Ban Việt Ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 2 tháng 4, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật hôm qua, cùng với sứ điệp phục sinh và phép lành toàn xá Đức Thánh Cha ban cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Sau đó, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại Ngôi nhà của Soluci Kurien nơi đón tiếp và trợ giúp các nạn nhân của bạo lực ở Ấn Độ. Cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Phục sinh. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo hoàng. thưa quý vị thính giả, sáng chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero mừng kính trước phục sinh trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Hiện diện gần bàn thờ có 25 hồng y, đông đảo các giám mục, các giám chức và hàng trăm linh mục. Giống như từ 33 năm nay, khu vực bàn thánh và thềm đền thờ nơi Đức Thánh Cha hành lễ được các nhà trồng hoa tại Hòa Lan trang trí bằng 35.500 bông hoa nhiều loại, trong đó nhiều nhất là 20.000 hoa tulip trắng, vàng, đỏ, tím và cam. Ngoài ra có 26 cây khác nhau, tổng cộng là 30 tấn được các nhà trồng hoa hảo tâm này chuyên trở đến đây, trang trí để tặng cho tòa thánh. Dịp lễ phục sinh năm ngoái có một đám chim mòng biển hay cũng gọi là chim hải Âu tràn tới tàn phá các bông hoa vài giờ trước khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ và công bố xí điệp phục sinh, khiến các nhà trồng hoa phải cấp tốc can thiệp sửa chữa. Rút kinh nghiệm đó, năm nay các nhà trồng hoa Hòa Lan đã dùng các tia laser và cả những con ác điểu giả như người bù nhìn để đuổi xa các đám chim mòng biển và các loại chim khác. Đức Thánh Cha đã từ cuối đền thờ Thánh Phêrô tiến ra bàn thờ ở quảng trường. Có hai ông y phó tế lão thành đi hai bên là Đức Hồng y Renato Martino, 86 tuổi, trưởng đảng phó tế, nguyên là chủ tịch hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình và Đức Hồng y Raffaele Farina, 85 tuổi, dòng Đông Bosco, nguyên là thư viện trưởng và văn khố trưởng của tòa thánh Vatican. Đầu thánh lễ, hai thầy phó tế đã mở hai cánh cửa của bức ảnh chứa cứu thế cực thánh. Bức ảnh cổ kính có từ đông phương, bản chính hiện giữ tại đền thờ thang thánh ở Roma, để Đức Thánh Cha và mọi người hát mừng kính. Phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ba ca đoàn khác đảm trách, gồm ca đoàn Mẹ Giáo hội, ca đoàn Học viện Anh, và ca đoàn Học viện Đức Hungary. Trong bài giảng ứng khẩu, dựa vào bài tin mừng vừa công bố, Đức Thánh Cha nêu lên ba nhận xét. Trước tiên, lời loan báo của Chúa gây ra ngạc nhiên các phụ nữ đến mộ Chúa để sức thuốc thơm cho xác Chúa đã gặp ngạc nhiên khi được thiên thần loan báo, người đã sống lại không còn ở đây nữa. Trong lịch sử cứu độ, vẫn luôn có kèm theo sự gây ngạc nhiên của Chúa, như trường hợp tổ phụ Abraham khi Chúa bảo ông ra đi. Tiếp đến là thái độ của các phụ nữ vội vã ra đi loan báo tin Chúa đã sống lại. Sự ngạc nhiên thúc đẩy các bà hành động như vậy, và cũng như Phêrô và Gioan khi được tin gây ngạc nhiên ấy đã vội vã chạy đến mộ họ đã thấy và tin giống như các mục đồng ở Bethlehem được thiên thần báo tin đã vội vã chạy đến nơi hài nhi sinh ra hoặc như người phụ nữ xứ Samaria sau khi nói chuyện với Chúa và được Chúa giáo huấn đã vội vã chạy đi loan báo cho dân làng về vị đã nói về những việc bà làm hay Andre đã vội chạy đi báo cho Ferro mình đã gặp được đấng Messia. Trong tin mừng, có một người không vội vã, phản ứng mau lẹ như vậy, đó là ông Tomaso. Ông không muốn tin lời loan báo Chúa đã sống lại, nhưng Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt ông. Nhận xét thứ ba, chúng ta cũng cần tự hỏi Đâu là phản ứng của tôi trước những điều ngạc nhiên của Chúa? Tôi có mở rộng con tim để đón nhận sự ngạc nhiên ấy hay không? Cụ thể là tôi đón nhận tin mừng phục sinh ngày hôm nay như thế nào? Trong phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các giám mục của Giáo hội hoàn cầu, cho các chính quyền và các nhà lập pháp, cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, cho các tội nhân và các tâm hồn lạc hướng, sau cùng cho những người nghèo, những người đau khổ và các nạn nhân của oán thù. Sau thánh lễ và khi trời đúng ngọ, Đức Thánh Cha bắt đầu phần thứ hai của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, quen gọi là Urbi et Orbi. Ngài xuất hiện trên bao lân chính của đền thờ Thánh Phaero, dưới tiếng vỗ tay hân hoan của các tín hữu rồi ban nhà của quân đội Italia và tòa thánh trời quốc thiểu Vatican và Italia. Hai vị Hồng Y Phó Tế tháp tùng Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Renato và Đức Hồng Y Farina, cùng với một số thầy giúp lễ thuộc trường truyền giáo. Số người hiện diện tại quảng trường Thánh Phê Rốt này gia tăng thêm. Buổi công bố sứ điệp này cũng được gửi tới hàng trăm triệu người theo dõi qua các đài truyền hình, các đài phát thanh và Internet. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Lời loan báo này vang dội trong giáo hội trên toàn thế giới cùng với bài ca Alleluia. Đức Giêsu là Chúa, Chúa Cha đã cho Ngài sống lại và Ngài sống mãi mãi giữa chúng ta chính Chúa Giêsu đã báo trước cái chết và sự sống lại của Ngài qua hình ảnh hạt lúa. Ngài nói: nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chưa trọi một mình; trái lại nếu chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Và đó là điều đã xảy ra. Chúa Giêsu, hạt lúa được Thiên Chúa gieo vào lòng đất, đã bị tội lỗi thế gian giết chết. Ngài ở trong mộ hai ngày nhưng trong cái chết của Ngài có chứa đựng tất cả quyền năng tình thương của Thiên Chúa. Quyền năng ấy đã bùng lên và biểu lộ trong ngày thứ ba, ngày mà chúng ta đang cử hành hôm nay, ngày phục sinh của Chúa Kitô. Các tín hữu Kitô chúng ta tin và biết rằng sự sống lại của Chúa Kitô là niềm hy vọng chân thật của thế giới, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng đó là sức mạnh của hạt lúa sức mạnh tình thương hạ mình xuống và hiến thân đến cùng và thực sự đang đổi mới thế giới sức mạnh này cũng mang lại hoa trái ngày nay trong lịch sử chúng ta một lịch sử mang đậm bao nhiêu bất công và bạo lực sức mạnh ấy mang lại hoa trái hy vọng và phẩm giá tại những nơi còn lầm than và loại trừ nơi có đói khổ và thiếu công ăn việc làm giữa những người di tản và tị nạn bao nhiêu lần họ bị xua đuổi vì nền văn hóa gạt bỏ ngày nay giữa các nạn nhân của nạn buôn ma túy, buôn người và những thứ nô lệ thời nay. Và hôm nay chúng ta cầu xin những thành quả hòa bình cho toàn thế giới, bắt đầu từ nước Syria yêu quý, bị tan thương, dân tộc này bị kiệt quệ vì chiến tranh, chưa thấy viễn tượng chấm dứt trong ngày lễ phục sinh này ước gì ánh sáng của chúa kitô phục sinh soi sáng lương tâm của tất cả các vị trách nhiệm chính trị và quân sự để họ chấm dứt ngay cuộc tàn sát hiện nay tôn trọng công pháp nhân đạo và tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ mà các anh chị em chúng ta đang cần cấp thiết đồng thời bảo đảm những điều kiện thích hợp cho những người di tản được hồi hương chúng ta cũng khẩn cầu hoa trái hòa giải cho thánh địa cả trong những ngày này bị thương tổn vì những cuộc xung đột đang diễn ra những xung đột không tha những người yếu đuối vô phương tự vệ chúng ta cầu cho yemen và toàn trung đông để việc đối thoại và tôn trọng lẫn nhau trỗi vượt trên những chia rẽ và bạo lực ước gì các anh chị em chúng ta trong chúa kitô nhiều khi bị bạo lực đè nén và những bất hại trở thành những chứng nhân sáng ngời của Chúa phục sinh và chứng tỏ chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Trong ngày này, chúng ta cầu xin những hoa trái hy vọng cho tất cả những người đang khao khát một cuộc sống xứng đáng hơn, nhất là tại những miền thuộc phi châu đang đau khổ vì nạn đói, những xung đột kinh niên và nạn khủng bố. Ước gì an bình của Chúa phục sinh chữa lành những vết thương tại Nam Sudan mở rộng các tâm hồn cho cuộc đối thoại và cảm thông lẫn nhau. Chúng ta không quên các nạn nhân của xung đột, nhất là các trẻ em. Ước gì không thiếu tình liên đới đối với những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương và thiếu thốn những điều cần thiết nhất để sống. Chúng ta cầu xin những thành quả của đối thoại cho bán đảo Triều Tiên để những cuộc đối thoại hiện nay thăng tiến hòa hợp và bình định cho vùng này. Ước gì những người có trách nhiệm trực tiếp hành động một cách khôn ngoan với tinh thần phân định để thăng tiến thiện ích của dân tộc Triều Tiên và kiến tạo những tương quan tín nhiệm giữa lòng cộng đồng quốc tế. Chúng ta cầu xin hoa trái hòa bình cho Ukraine để những bước tiến cổ võ hòa hợp được củng cố và những sáng kiến nhân đạo dành cho dân chúng được thực hiện dễ dàng chúng ta cầu khẩn hoa trái an ủi cho nhân dân venezuela như các vị chủ tranh tại đây đã viết họ đang sống trong một miền đất xa lạ trên chính quê hương của họ Ước gì nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa Giêsu, dân tộc này tìm được con đường công chính, an bình và hợp với con người để sớm ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo đang kìm kẹp họ và không thiếu sự đón tiếp cũng như sự trợ giúp cho những người dân Venezuela buộc lòng phải rời bỏ quê hương của mình. Xin Chúa Kitô phục sinh mang lại những thành quả của đời sống mới cho các trẻ em vì chiến tranh và đói khổ đang lớn lên mà không hy vọng, bị thiếu giáo dục và không được săn sóc sức khỏe, và cho cả những người già bị nền văn hóa ích kỷ gạt bỏ. Thứ văn hóa này gạt ra ngoài những ai không đem lại lợi ích. Chúng ta khẩn cầu những hoa trái khôn ngoan cho những người trên toàn thế giới đang có những trách nhiệm chính trị để họ luôn tôn trọng phẩm giá con người, tận tụy hoạt động phục vụ công ích và đảm bảo sự phát triển an ninh cho công dân của họ. Anh chị em thân mến, lời này cũng được gửi đến chúng ta như đã được nói với các phụ nữ chạy đến mộ Chúa. Tại sao các bà tìm người sống nơi những người chết? Người không ở đây, người đã sống lại rồi sự chết cô đơn và sợ hãi không còn là tiếng nói cuối cùng nữa có một lời đi xa hơn và chỉ có thiên chúa mới có thể nói lên đó là lời phục sinh với sức mạnh của tình yêu thiên chúa sức mạnh đánh bại sự ác rửa sạch tội lỗi trả lại sự vô tội cho các tội nhân niềm vui cho những người sầu khổ phá tan oán ghét bẻ gãy sự cứng cỏi của những người cường quyền thăng tiến hòa hợp và hòa bình cầu chúc tất cả mọi người một phục sinh vui tươi. Sau khi kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Renato Martino tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện cũng như cho các anh chị em tín hữu trên thế giới tham dự qua các đài phát thanh và truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông khác miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định nghĩa là xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý đức thánh cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Lên đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria

Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Battiste, e Santorum Apostolorum Petri e Pauli, et Omnium Sanctorum. Miseriatur Vestri, Omnipotens Deus, et dimisis omnibus peccatis Vestris, perducat Vos, Iesus Christus, ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum Vestrorum, spatium vere e fruttuose penitenze, cor sempre penitens, e temendazione in vite, grazia e consolazione in Santi Spiritu, e finale perseveranzia in bonis operibus, tribuat bovis omnipotens e misericordomi. Amen. Ed benedizio dei omnipotenti. Patris, et figli. Sau khi ban phép lành toàn xá cho các tín hữu, Đức Thánh Cha một lần nữa chúc mừng phục sinh các tín hữu đến từ các nơi trên nước Ý và từ các quốc gia khác, cũng như những người đang theo dõi trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Đức Thánh Cha cầu xin niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh mang lại sức mạnh cho những người cao niên là ký ức quý giá của xã hội và các bạn trẻ là tương lai của giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu đã hiện diện trong ngày lễ phục sinh là ngày lễ quan trọng nhất của niềm tin Kitô giáo, bởi vì đây là ngày lễ của ơn cứu độ của chúng ta, ngày lễ của tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha cảm ơn về món quà là các bông hoa được mang đến từ Hòa Lan để trang trí cho quảng trường Thánh Phêrô. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy loan báo bằng lời nói và đời sống của mình tin vui Chúa Giêsu đã phục sinh. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tứ quyết và thanh hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. kính thưa quý vị thính giả, tuần qua tại thủ đô giáo hội, các sinh hoạt quy trọng tâm vào các nghi thức trong tam nhật thánh. Bắt đầu là thánh lễ làm phép giàu sáng thứ năm tuần thánh ngày 29 tháng 3, do đức thánh cha chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô. Đồng tế với đức thánh cha có hơn 30 hồng y, 60 giám mục và khoảng 1.000 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu bật tấm gương của Chúa Giêsu đã chọn ở giữa dân Ngài, gần gũi họ. Sự gần gũi chính là chìa khóa của việc loan báo tin mừng, vì đó là một thái độ nồng cốt trong tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, nếu bạn cảm thấy xa Chúa, thì hãy đến gần dân. Họ sẽ chữa bạn khỏi những ý thức hệ làm cho bạn trở nên nguội lạnh. Những người bé nhỏ sẽ dạy bạn nhìn Chúa Giêsu một cách khác. Nếu bạn cảm thấy xa dân thì hãy đến gần Chúa, đến gần lời Ngài. Trong tin mừng, Chúa Giêsu sẽ dạy bạn cách nhìn dân. Mỗi người trong họ có giá trị dường nào trước con mắt của Chúa Giêsu, đấng đã đổ máu đào vì họ trên thập giá. Ban chiều cùng ngày thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã đến nhà tù Regina Celi gần Vatican để chủ sự thánh lễ lúc 4 giờ với nghi thức rửa chân cho 12 nam tù nhân đến từ bảy nước gồm bốn người Ý, hai người Philippines, hai người Maroc, một người Mondabo, một người Colombia, một người Nigeria và một người từ Sierra Leone. Tám người trong số họ là tín hữu công giáo, hai người Hồi giáo, một chính thống giáo và một người là Phật tử. Trong bài giảng, Ngài nhắc nhở mọi người về ý nghĩa cử chỉ rửa chân mà Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ. Rửa chân là việc phục vụ của các đầy tớ, Chúa đã làm như vậy để nêu gương cho chúng ta về việc phục vụ nhau. Chúa Giêsu đã đảo lộn tập quán lịch sử văn hóa của thời ấy và cả thời nay nữa. Đức Thanh Cha nói, giả sử các vua và các vị quốc trưởng nghĩ đến điều này thì người ta tránh được bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu cuộc chém giết. Và vì có những người kiêu ngạo nên bao nhiêu người phải chịu đau khổ, những người bị xã hội gạt bỏ. Nhưng Chúa nói với họ, con là người quan trọng đối với cha. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tôi là người tội lỗi như anh em, nhưng tôi đại diện Chúa Giêsu, tôi là sứ giả của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, khi tôi cúi mình trước mỗi người trong anh em, anh em hãy nghĩ, Chúa Giêsu đã dùng người này, một người tội lỗi, để đến gặp tôi và nói với tôi rằng Ngài yêu thương tôi. Đây là một việc phục vụ, việc này là của Chúa Giêsu, Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Ngài không bao giờ ngừng tha thứ cho chúng ta và rất yêu thương chúng ta. Hôm thứ năm, 29 tháng 3, giám đốc phòng báo chí tòa thánh bác bỏ tin đồn cho rằng tòa thánh sắp ký kết hiệp định với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói: Tôi có thể khẳng định rằng không có hiệp định nào sắp được ký kết giữa tòa thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng. Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn tiếp xúc với các cộng sự viên của ngài về vấn đề Trung Quốc và đồng hành với các bước tiến của cuộc đối thoại hiện nay. Hôm 29 tháng 3, Nhật báo Global Times ấn bản tiếng Anh, Báo Nhân dân của Trung Quốc đưa tin, giám mục Du Quách Kim Tài, giám mục giáo phận Nhiệt Hà, tỉnh Hà Bắc, không được tòa thánh nhìn nhận. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một tổ chức không được tòa thánh công nhận, đã tuyên bố rằng. Cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh về vấn đề bổ nhiệm giám mục đang bước vào giai đoạn chót. Nếu mọi sự trôi chảy thì hiệp định có thể được ký kết vào cuối tháng 3, tức là trễ nhất là thứ bảy 31 tháng 3 này. Nay phòng báo chí Tòa Thánh phủ nhận tin này. Người ta nhận xét rằng nhiều lần trong thời gian qua, một vài nhân vật hoặc báo chí vẫn đưa tin hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh là điều sắp được ký kết. Hồi tháng 2 năm ngoái 2017, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, bấy giờ là giám mục Hồng Kông, cũng nhắc đến hiệp định sắp được tòa thánh ký với Trung Quốc. Ngoài ra, báo công giáo Pháp La Croix cũng đưa tin từ ngày 27 tháng 3 vừa qua rằng có một phái đoàn Trung Quốc đến Roma cũng để thương thảo với tòa thánh về hiệp định. Tin cãi tránh trên đây theo so một tin trước đó về tình hình công giáo Trung Quốc. Hôm thứ Hai tuần thánh 26 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Du Quách Hy Cẩm, giám mục chính tòa Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam. Đức cha Du Xe Quách Hy Cẩm, năm nay 69 tuổi, được tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Theo hãng tin Asia News, trong những tháng trước đây, Đức Tổng giám mục Claudia Maria Chenli, nguyên là chủ tịch hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội, đã đến Trung Quốc gặp Đức cha Du Xe Cẩm, và cho biết tòa thánh muốn đức cha nhường chỗ cho giám mục Vinh Sơn Trim Tư Lộc và trở thành giám mục phụ tá cho giám mục này. Giám mục Trim Tư Lộc là người đã chịu chức giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông và dường như đã xin giải hòa với tòa thánh. Lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua, Đức cha Quách Hy Cẩm bị gọi đến ban tôn giáo và thảo luận với các viên chức tại đây trong 2 tiếng đồng hồ, và lúc 7 giờ tối, Ngài trở về tòa giám mục để chuẩn bị hành lý lúc 10 giờ tối, Ngài bị công an dẫn đi. Năm ngoái, cũng vào dịp trước lễ phục sinh, Đức cha Quách Hy Cẩm đã bị công an nhà nước bắt đi và chỉ được trở về nhà 20 ngày sau đó. Theo một số tín hữu, Đức cha bị bắt đi vì đã từ chối không đồng tế trong dịp tuần thánh và phục sinh với giám mục bất hợp pháp chim tư lập Vị này thuộc vào số 7 giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông, đang chờ đợi được hòa giải với Đức Thánh Cha nhưng cho đến nay, việc hòa giải này chưa diễn ra và cũng chưa được công bố. 24 giờ sau khi bị bắt, đức cha Quách Hy Cẩm đã được công an nhà nước Trung Quốc thả tự do, nhưng không cho ngài chủ sự thánh lễ làm phép giàu thánh, trong tư cách là giám mục. Tuần qua, một tranh luận đã xảy ra tại Canada sau khi có tin chính thức Đức Thánh Cha không đến Canada để đích thân xin lỗi các thổ dân như đề nghị của Thủ tướng Justin Trudeau. Đức cha Leon Gentron, Tổng giám mục Saint Jean -long Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, cho biết như trên trong thư gửi các thổ dân bản xứ tại nước này được công bố hôm thứ Ba, 27 tháng 3 vừa qua. Vấn đề các thổ dân bản xứ từ lâu được bàn luận ở Canada. Một ủy ban sự thật và hòa giải đã được thành lập và trong vòng 6 năm trời đã nghe chứng từ của gần 7.000 cựu học sinh các trường nội trú do các thừa sai các tôn giáo đảm trách. Nhiều cựu học sinh xác nhận rằng họ đã bị hành hạ hoặc bị lạm dụng tình dục. Trong số hơn 90 đề nghị, ủy ban này cũng yêu cầu Đức Giáo hoàng đích thân xin lỗi các thổ dân nhân danh Giáo hội Công giáo. Hồi năm ngoái, Thủ tướng Justin Trudeau đã đến Vatican gặp Đức Thánh Cha mời ngài viếng thăm Canada và đích thân xin lỗi các thổ dân. Trong thư gửi các thổ dân, Đức Tổng Giám mục Trenton cho biết sau khi cứu xét kỹ lưỡng yêu cầu giáo hội chính thức xin lỗi, Đức Thánh Cha có ý kiến rằng Ngài không thể đích thân đáp ứng vấn đề này. Đức Thánh Cha không loại bỏ một cuộc viếng thăm Canada và gặp các thổ dân, nhưng trong thời gian chờ đợi, ý thức về đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, Ngài khuyến khích các giám mục Canada tiếp tục dấn thân trong một hoạt động mục vụ khẩn trương nhắm hòa giải, chữa lành và liên đới với các thổ dân. Đức Tổng giám mục Gentron kể lại, Đức Giáo Hoàng nói Ngài không thể xin lỗi về những điều Ngài đã không làm. Người ta không thể thay đổi lịch sử. Điều mà ta có thể làm đó là trở nên công chính ngày nay. Đức Giáo Hoàng và chúng tôi, các giám mục Canada, muốn làm là đề ra các giải pháp để phá những bất công đã xảy ra thời đó. Trước lập trường này của Tòa Thánh, Thủ tướng Trudeau tuyên bố, Tôi rất thất vọng về Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối xin lỗi các trẻ em thổ dân Canada, bị đưa ra khỏi gia đình các em và là nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong các trường nội trú công giáo phản ứng về lập trường của thủ tướng cha thomas rosica tổng giám đốc đài truyền hình công giáo muối và ánh sáng ở toronto canada nói rằng không chính phủ nào có quyền bảo đức giáo hoàng phải nói điều gì Đức Giáo Hoàng không thể bị sử dụng để xin lỗi về một vấn đề đã được nghiên cứu, suy tư, kỹ lưỡng, và đây là trách nhiệm của các giáo hội địa phương nơi đã xảy ra những sự kiện ấy. Trong nhiều năm qua, mỗi giáo phận, tức là các giáo hội địa phương ở Canada, nơi có những kinh nghiệm bất hạnh với các cộng đồng thổ dân, đã tích cực dấn thân trong tiến trình hòa giải. Cha Rosica cũng nhận xét rằng, có một số người trong chính phủ Canada và ở nơi khác nghĩ là nên đưa Đức Giáo Hoàng đến đây để xin lỗi, để có một tấm hình. Rất tiếc, đó không phải là điều cần phải tiến hành. Chúng ta đang sống trong một thời đại những lời xin lỗi có thể trở nên rất rẻ tiền. Chúng có thể trở thành một dụng cụ chính trị hoặc phương thế trấn an dân chúng, và giáo hội công giáo quan tâm để điều đó không xảy ra. Từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến thập niên 1970, hơn 150.000 trẻ em thổ dân ở Canada, gồm những người Lai và thổ dân Inuit, đã bị đưa ra khỏi gia đình và khỏi văn hóa của các em, để được huấn luyện trong các trường nội trú do các giáo hội Kitô đảm trách và được tài trợ của chính phủ, giáo hội công giáo tại Canada và cả Đức Thánh Cha Doan Phaolô Đệ Nhị, cũng như Biển Đức thứ 16, đều lấy làm tiếc và đau buồn về những lạm dụng và sự đối xử đáng trách đối với các học sinh thổ dân cũng có một số lãnh tụ thổ dân Canada phẫn nộ về đức giáo hoàng từ chối xin lỗi. Ví dụ như ông Patrick Mahabe, lãnh tụ hội đồng dân Anikenabe tuyên bố: "Tôi rất phẫn nộ đến độ tôi sẽ không đặt chân vào một nhà thờ Công giáo nữa." Tuy nhiên, đức tổng giám mục Trenton cho biết cũng có những thổ dân nói với tôi rằng cách yêu cầu xin lỗi là bất lịch sự. Xét cho cùng, người ta có thể mời đức giáo hoàng nhưng đừng làm áp lực và cần để cho người khác tự do trả lời. Đầu tuần qua, thứ hai 26 tháng 3, Đức Thanh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn hàng trăm nhân viên thuộc Bộ phận Cảnh sát Italia cạnh Vatican. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chỉ huy trưởng Cảnh sát Italia, ông và tỉnh trưởng Roma. Trong lời cảm ơn, Đức Thanh Cha đề cao sự cộng tác của phân bộ cảnh sát này vào sứ vụ mục vụ của giám mục Roma và nói, Tôi cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện cảnh giác và sự giúp đỡ trong các buổi cử hành phụng vụ, cũng như nhiều hoạt động khác liên hệ tới đền thờ Thánh Phaero và toàn thành Vatican. Ngoài ra, tôi cũng như các cộng sự viên biết là có thể cậy dựa vào sự cộng tác của anh chị em trong các cuộc viếng thăm mục vụ tại các giáo sứ cũng như các tổ chức dân sự và của giáo hội ở Roma, và cả trong những dịp viếng thăm mục vụ của tôi ở Italia. Nhờ hoạt động canh chừng chính đáo và hữu hiệu của anh chị em, các tín hữu hành hương từ các nơi có thể sống kinh nghiệm đức tin quan trọng này trong an bình. Anh chị em thi hành nghĩa vụ thường nhật được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng dân sự và nhân bản là đặc tính của các thành viên ngành cảnh sát quốc gia Italia. Tuy nhiên, sự tiếp xúc với các biến cố có tầm mức cao về tôn giáo và văn hóa, cũng như với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cộng tác và sứ vụ hoàng vũ của người kế vị Thánh Phaero chắc chắn mang thêm cho công việc của anh chị em những động lực để dấn thân và tận tụy chu toàn. Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Châu xin thuộc lại ngôi nhà của sơ Lucy Curien, nơi đóng tiếp và trợ giúp các nạn nhân của bạo lực ở Ấn Độ. Mục đích của Maher, nhà của mẹ, là tạo ra một xã hội không cần đến Maher. Đây là những lời ngắn gọn nhưng đầy đủ của một tu sĩ dòng tên Francis Tasa khi giới thiệu công việc của sơ Lucy Kurien, người đã thiết lập ở Ấn Độ từ năm 1997 một ngôi nhà với mục đích trợ giúp các phụ nữ bị lạm dụng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Lịch sử Ấn Độ đã từ lâu nói về những hoàn cảnh đau thương của các phụ nữ Ấn Độ bị thiêu sống, bị tạt axit, bị hàm hiếp ở mọi lứa tuổi và sau đó bị bỏ rơi trên đường phố, bị bỏ đói cho đến chết, bị tra tấn hay bị giết từ những người chồng vì lý do của hồi môn, bị bán làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ. Người ta vẫn còn nhớ lại câu chuyện thương tâm của một bé gái mới 8 tuổi bị một người họ hàng cưỡng hiếp và trường hợp của một người vợ trong lúc ngủ đã bị người chồng lừa dối lấy đi một quả thận cô chỉ phát hiện được điều này khi tỉnh dậy quả thận đã bị lấy để bán ở chợ đen như một vật trao đổi vì đã không nộp của hồi môn đó là những hình ảnh làm cho hoàn cảnh thật ảm đạm những tội ác này lại thường diễn ra dưới mắt những đứa trẻ trong gia đình gây những hậu quả nghiêm trọng về sự phát triển cho chúng theo Indu Prakash Sin, tác giả của nhiều cuốn sách viết về tình trạng phụ nữ ở châu Á. Ở Ấn Độ hiện nay, dường như có hai hệ thống pháp luật song song, một cho phái nam và một cho phái nữ. Nhà nghiên cứu cho biết các dữ liệu rất khó tìm, nhưng thực tế cho thấy những vụ giết người vì của hồi môn đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Trên 90% các vụ bạo hành phụ nữ và trẻ em được ghi nhận là do tai nạn gia đình, 5% là do tự tử, chỉ có 5% còn lại được cho là nguyên nhân của vụ giết người. Một số phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của các tội ác này đã có cơ hội gặp Sir Lucy. Người ta có thể đọc được câu chuyện của họ qua cuốn sách có tựa đề Women Healing Women, A Modern of Hope for Oppressed Women Everywhere giới thiệu những công việc thiết thực hữu ích của người nữ tu công giáo này người mà ngày nay vẫn còn đi khắp thế giới để làm chứng cho sứ dụ của mình ví dụ người ta đọc được câu chuyện về một cô dâu trẻ bị bố chồng hàm hiếp cô tuyệt vọng trở về với gia đình của mình đáp lại cha của chính cô yêu cầu cô tự sát vì không muốn nghe điều ô nhục này cô dâu trẻ đã được cứu trên thực tế những trường hợp may mắn như vậy rất ít còn hàng ngàn trường hợp như vậy không được biết đến. Sơ Lucy sinh năm 1956 tại ngôi làng nhỏ Kolaza ở Kerala. Cha mẹ cô là mẫu gương tuyệt vời, là động lực cho sự nhiệt tâm thi hành sứ dụ tông đồ của cô. Chính cô nói, tôi mang ơn cha mẹ tôi rất nhiều, cha mẹ là món quà tuyệt vời, là mẫu gương cho cuộc sống của tôi. Tình yêu của cha mẹ tôi nhận được đó là món quà mà tôi cũng muốn trao ban lại cho người khác. Gia đình Lucy thuộc về đẳng cấp Bà La Môn, giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ. Nhưng ngay từ nhỏ, bố mẹ cô dạy cho con mình biết chia sẻ những gì họ có với những người nghèo khổ. Năm 20 tuổi, Lucy vào dòng Sister of the Cross. Quyết định này theo cô không đơn giản, bởi vì cô đã có một công việc ổn định ở Mumbai. Cô không muốn từ bỏ tự do, bao gồm cả tự do kinh tế. Tuy nhiên, lời mời gọi của Thiên Chúa và người nghèo lại có sức quyến rũ đối với cô hơn. Trở thành nữ tu trong hơn hai thập kỷ, cùng với các Kitô tô hữu, người Hồi giáo, người Hindu và các nữ tu thuộc các hội dòng khác, Sơ Lucy đã quản lý Maher, có nghĩa là nhà của mẹ, là nơi trú ngụ cho các phụ nữ và trẻ em thuộc mọi giai cấp và tôn giáo bị bạo hành ngược đãi. Maher, nhà của mẹ, được khai sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1997 do Sir Lucy và cha Francis Dasa, một linh mục dòng tên. Trong cùng ngày, ngay lập tức có hai phụ nữ bị ngược đãi được đón tiếp. Ban đầu, người dân trong làng không chấp nhận sự hiện diện của ngôi nhà này. Nhưng rồi, với sự kiên nhẫn và sự tử tế, họ đã vui vẻ đón nhận. Nhà của mẹ, mở cửa 24 giờ một ngày trong cả năm. Các phụ nữ đến với ngôi nhà này, họ không chỉ được đón tiếp như một nơi tạm trú mà còn được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và tư vấn pháp luật. Nếu có thể, mục tiêu cuối cùng của các thiện nguyện viên là khôi phục những phụ nữ bị thương và bị ngược đãi này trở lại môi trường xã hội. Hơn nữa, trung tâm còn quan tâm theo dõi và hỗ trợ sau khi những người này đã được ổn định và rời khỏi trung tâm có rất nhiều hoạt động mà nhà của mẹ thực hiện trong nỗ lực phục hồi nhân phẩm và tự do cho phụ nữ nhiều người trong số họ bị tổn thương đến nỗi họ không còn nhớ mình là ai nữa chính vì thế những người đến đây được toán tiếp và chăm sóc như những người con trong gia đình mấu chốt thành công của nhà của mẹ là một nhóm phụ nữ chăm sóc những người phụ nữ khác trên thực tế nhiều người làm việc ở đó đã là nạn nhân bây giờ họ lại tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân khác với sự quan tâm rất lớn đến từng chi tiết nhà của mẹ hoạt động không đơn lẻ nhưng có sự phối hợp cộng tác chặt chẽ với cộng đồng chung quanh ra đời trên thực tế là nơi trú ngụ của phụ nữ bị ngược đãi cộng đồng đã mở rộng vùng hoạt động để giải quyết các vấn đề kinh tế khẳng cấp các vấn đề về sinh thái hỗ trợ cho các làng lân cận, giúp đỡ những người ở xa, cố gắng xóa diệt phân chia giai cấp trong xã hội. Muốn tóm tắt sứ mệnh của Maher, nhà của mẹ và của Sir Lucy một cách đầy đủ, chúng ta có thể nói về việc chữa lành và hòa giải. Tính đặc thù của công việc được thực hiện trên thực tế, nằm ở khả năng cung cấp các câu trả lời thiết thực và thực tiễn cho những bất công to lớn mà người Ấn Độ gặp phải trở thành nguồn hy vọng cho phụ nữ và trẻ em bị đánh, hãm hiếp, làm nhục, nạn nhân của việc khai thác và giết người, bị áp bức trên khắp thế giới. Ngôi nhà của Sơ Lucy thật là ngôi nhà của mẹ cho phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Phục sinh, khúc hát Anh Lê Lưu do Bích Hiền trình bày. hồng ân chứa trang nhân trần nay giờ giờ con chúa hiến vinh ngài phục sinh ngàn năm uy linh à

con chúa hiến vinh ngài phục sinh ngàn năm uy linh à nê trần à à à hoàn ơi vang lời ngợi ca cùng loan tin mừng khắp dương gian chúa là muôn ánh quang ơn từ độ tỏa lan trong cuộc sống này thầm tôi dâng đầy làm con ngủ say ngài là vầng sáng giang soi trần gian cho những ai cơ hàm thánh ân tuôn tràn ngài đã tặng ban trải rồng mì. Con Chúa hiền vinh ngài phục sinh ngàn năm

ngài phục sinh ngàn năm uy linh amen alleluia trần hoàn ơi vang lời ngợi ca cùng loan tin mừng khắp dương gian chúa là muôn ánh quang ân cứu độ có là chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.